Với con biết tuốt ở vòng 1 thì các bé sẽ được lựa chọn bố hoặc là mẹ để trả lời câu hỏi mà chương trình đưa ra. Đầu tiên sẽ là nhà của anh Dũng và Bảo Ngọc. Các con hãy coi nha. Chủ đề dành cho mình đó là chủ đề làm đẹp. Chủ đề làm đẹp thì các con thấy trong nhà là ai là người chăm sóc sắc đẹp thường xuyên nhất, ai là người điệu đà nhất? Mẹ ở nhà mẹ. Con mẹ. Vậy thì bây giờ các con sẽ chọn ai? Bố hay mẹ trả lời? Mẹ. Bấm nút chọn mẹ, hoàn toàn chính xác. Câu hỏi chủ đề làm đẹp như sau. Loại thực phẩm nào không tốt cho da? A. Cà phê. B. Sữa chua. C. Rau xanh. D. Trái cây. 10 giây bắt đầu. Đáp án của tôi là A. Trời ơi, hay gì không? Mới có 4 giây thôi đó là chỉ nói đáp án liền. Đáp án A. Cà phê là đáp án chính xác. Chúc mừng. Yeah, yeah. Các đồ uống chứa caffeine như là trà, cà phê thì có thể khiến da mất nước, dễ mọc mụn, sạm da. Những chất kích thích này cũng khiến căng thẳng thần kinh và dẫn đến mất ngủ nếu chúng ta thường xuyên sử dụng trước khi đi ngủ. Đây là nguyên nhân khiến da tăng nếp nhăn và lão hóa sớm. Còn những đáp án còn lại như là sữa chua, rau xanh, là trái cây thì bổ sung rất nhiều những cái lượng vitamin cần thiết cho cơ thể và đặc biệt là sẽ làm cho làn da chúng ta luôn luôn căng mọng, luôn luôn hồng hào và tươi trẻ. 10 điểm dành cho nhà của mình. Yeah. Đây, bây giờ đến nhà của Thỏ và Trung đây. Dành cho chúng ta đó là chủ đề gì? Các con xem nha. Chủ đề nấu ăn. À, hai con ở trong nhà, hai con thấy ai nấu ăn ngon nhất? Dạ. Ba. Ba hả? Thế còn mẹ nấu ăn sao? Mẹ nấu bình thường nhưng không ngon bằng ba. Ồ, ba nấu món gì mà mấy con thích nhất nè? Nấu món sườn xào chua ngọt. À, con Thỏ, con thích ăn món gì của ba nấu? Ăn ít thì thích cái gì đâu. Không biết ha, món gì của ba nấu đều ngon hết. Vậy thì sẽ bấm nút chọn ai đây? Ba. Bấm nút chọn ba. Câu hỏi chủ đề này như sau. Để chiên cá được giòn và tránh bị bắn dầu mỡ, người ta thường thêm loại gia vị nào vào chảo dầu? A. Muối. B. Bột ngọt. C. Đường. D. Hành. 10 giây bắt đầu. Rồi, tôi xin chọn đáp án A. Anh chọn đáp án A. À. Và khi ở nhà anh chiên cá đó thì anh có thử cái phương pháp này không? Cái này là thường xuyên anh ạ. Dạ. Vâng. Bạn thấy bởi nó hiệu quả không ạ? Vì khi ướp muối vào thì là cá nó sẽ cứng và rửa qua đấy trước khi chiên. Một người đàn ông thường xuyên làm bếp và nấu những món ăn rất ngon cho cả gia đình. Kinh nghiệm đầy mình. Cho nên đây là đáp án chính xác. Chúc mừng anh. Cách cho muối và chanh vào dầu ăn trước khi chiên giúp rán cá vàng mà không bị dính chảo. Muối giúp không bắn dầu, còn chanh thì giúp cá thơm và giòn hơn. Nhà mình cũng ghi được 10 điểm. Gia đình của anh Dũng và Bảo Ngọc, chủ đề đó là chủ đề nghề nghiệp. Hai con chọn ai đây? Chọn mẹ, chọn bố. Hồi nãy mình chọn mẹ rồi, bây giờ mình thử chọn bố coi sao ha. Bấm nút chọn bố. Câu hỏi chủ đề nghề nghiệp. Trang phục của cảnh sát giao thông nước ta có màu gì? A. Màu đỏ mâm xôi. B. Màu cam san hô. C. Màu vàng lúa chín. D. Màu nâu cánh gián. 10 giây bắt đầu. Câu này cũng đơn giản không anh? Mình ra đường mình gặp mấy ảnh hoài. Và anh nhớ trang phục của ảnh màu gì không ạ? À, chắc chắn là màu vàng. Màu vàng lúa chín, đáp án C. Đây là đáp án chính xác, chúc mừng anh. Yeah. Và dĩ nhiên nhà mình cũng được nhận 10 điểm. Bây giờ thì nhà của Thỏ và Trung đây. Chủ đề đó là chủ đề thời sự. Ba. Các con muốn ai trả lời? Chọn ba. Nãy bố rồi, giờ thử để mẹ đi. À, các con đã bấm nút chọn mẹ. Câu hỏi chủ đề thời sự. Theo khuyến cáo của WHO, việc sử dụng quá nhiều muối ăn dễ gây nên căn bệnh gì? A. Hắc lào. B. Đục thủy tinh thể. C. Ung thư da. D. Đột quỵ. 10 giây bắt đầu. Tôi chọn phương án D ạ, đột quỵ. Chà, chị lựa chọn rất là nhanh. Chị có đọc được thông tin này ở đâu chưa? Dạ vâng, cũng thường xuyên đọc trên tin tức ạ. Dạ. Báo mạng nữa, vâng. Dạ. À, thiếu muối ăn thì cũng không có tốt. Nhưng mà nếu như mình quá, ăn mặn quá, nhiều muối ạ, quá thì cũng không có tốt cho sức khỏe của mình. Và theo khuyến cáo của WHO, việc sử dụng quá nhiều muối ăn sẽ dễ gây nên căn bệnh đột quỵ. Xin chúc mừng.
Tổ chức Y tế Thế giới, viết tắt là WHO, là một cơ quan của Liên Hiệp Quốc đóng vai trò thẩm quyền điều phối các vấn đề sức khỏe và y tế cộng đồng trên bệnh viện quốc tế. Nhà mình cũng ghi được 10 điểm. Bây giờ thì điểm số 2, gia đình mình đang ngang bằng nhau, sẽ phải cố gắng nhiều hơn ở những câu tiếp theo. Các con ơi, cổ vũ cho ba mẹ đi nào. Gia đình ba bên đây mình cổ vũ nào đây? Cổ lên, ba mẹ, cổ lên, ba mẹ, cổ lên, ba mẹ. Đó là gia đình của anh Dũng và Bảo Ngọc. Còn bây giờ thì nghe bé Thỏ và bé Trung cổ vũ cho ba mẹ của mình nè. Bắt đầu. Ba mẹ, cổ lên, ba mẹ, cổ lên, ba mẹ, cổ lên. Chú rất thích cái giọng của bé Thỏ, nghe là không có lẫn giữa đám đông một chút nào hết. Ba mẹ, cổ lên, ba mẹ, cổ lên. Cứ giữ cái tinh thần như vậy nha các con, cho ba mẹ có động lực để mà thi thật là tốt ở những câu tiếp theo. Và đây là câu cuối cùng của vòng 1. Gia đình của anh Dũng, Bảo Ngọc, chủ đề là chủ đề truyền hình. Với chủ đề truyền hình, các con sẽ chọn ai, bố hay mẹ? Mẹ hay bố? Mẹ nha. Mẹ đi nha. Mẹ đi, đúng rồi, mẹ đi. Bấm nút cho mẹ. Và đây là câu hỏi với chủ đề truyền hình. Nhân vật nữ chính của bộ phim truyền hình Việt Nam Khúc Hát Mặt Trời có niềm say mê về lĩnh vực gì? A. Múa ba lê, B. Ca hát, C. Diễn xuất và D. Đua ngựa. 10 giây bắt đầu. Thời gian kết thúc. Phương án ca hát ạ. Dạ, chị đã xem qua bộ phim này chưa? Tôi chưa xem bộ phim này bao giờ. Dạ, vậy thì tại sao chị lại lựa chọn đáp án B? Cũng theo cái suy đoán thôi ạ. À, đáp án B, ca hát là đáp án. Trời ơi, kìa, hai cô cậu kìa. Một người thì bịt mắt, một người thì bịt tai, không dám nghe, không dám nhìn. Các con ơi, bỏ tay ra đi, bình tĩnh đi và hãy vỗ tay đi nào. Bởi vì đó là câu trả lời đúng từ mẹ của các con. Khúc Hát Mặt Trời là bộ phim đẹp bởi nó truyền tải đến người xem nghị lực sống mãnh liệt của Yến Phương, một cô gái mắc bệnh hiểm nghèo. Không chỉ kiên cường sống, cô gái ấy còn luôn giữ niềm đam mê mãnh liệt của mình với âm nhạc. Và nhà mình ghi được 10 điểm. Đó, và Trung, các con hãy xem chủ đề dành cho nhà mình nha. Đó là chủ đề thể thao. Bây giờ thì các con sẽ chọn ai giữa bố và mẹ với chủ đề này? Bố. Bấm nút cho bố. Câu hỏi dành cho anh như sau. Trong môn bóng rổ, hành động giơ cao và ném bóng bằng một tay được gọi là gì? A. Jump shot, B. Hook shot, C. Fade away, D. Post move. 10 giây bắt đầu. Xin chọn phương án C. Đáp án C anh lựa chọn là đáp án không đúng. Đáp án đúng của chúng ta phải là đáp án B. Fade away, đáp án mà anh lựa chọn á, được hiểu là cách ngửa người về phía sau và ném bóng. Còn jump shot là hành động ném rổ, tức là nhảy lên và ném bóng. Cái chữ jump thì bản thân nó là mình cũng hiểu đó là cái từ nhảy rồi. Còn cái từ post move là cách dùng vai để lấn từ từ tiến vào sát rổ. Còn cái từ hook shot thì mới là hành động giơ cao và ném bóng bằng một tay. Rất tiếc là anh đã không trả lời đúng câu này cho nên không ghi được điểm. Nhưng mà các con vẫn phải cổ vũ cho ba chứ phải không nào? Kết thúc vòng 1, gia đình của bé anh Dũng và Bảo Ngọc được 30 điểm. Gia đình của Thỏ và Trung, điểm số cũng sát nút luôn, không có thua kém bao nhiêu hết á, 20 điểm. Và chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ hai của Con Biết Tuốt.